Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Thế Giới Máy sẽ cùng các bạn đến thăm mô hình chăn nuôi bò trồng cỏ của anh Thái ở Bù Gia Mập. Bây giờ chúng ta sẽ thăm quan vườn cỏ của anh Thái và cùng gặp gỡ anh Thái. Đây là mô hình cỏ của anh Thái các bạn, rất là hiện đại, áp dụng công nghệ. Anh là một trong những thanh niên trẻ đầu tư vào công nghệ chăn nuôi mô hình kiểu mới dành cho bò làm thịt và bò nuôi để nái giống. Xin chào anh. Xin chào anh. Chào anh Thái. Được biết qua hội nông dân thì anh em có giới thiệu hôm nay Thế Giới Máy chúng tôi đến để tham quan mô hình chăn nuôi bò của anh và trang trại cải tiến về trồng cỏ tưới tiêu tự động của anh để giới thiệu đến cho bà con nông dân trong hội chăn nuôi để học hỏi kinh nghiệm. Anh cho hỏi là cái trang trại mình khởi nghiệp chăn nuôi này được lâu chưa anh nhỉ? Được 6 tháng rồi anh ạ. 6 tháng rồi. Rồi. Thế Giới Máy chúng tôi được biết là anh đã đi học ở các khóa kỹ sư nông nghiệp và chăn nuôi. Và sau đó là anh có làm một thời gian ở các công ty chăn nuôi ở dưới miền Tây và cuối cùng quyết định anh về Bù Gia Mập để khởi nghiệp. Anh Thái, anh có thể chia sẻ cho Thế Giới Máy cũng như bà con chăn nuôi trong hội được biết là tại sao mà trong khi đó đa phần bà con nông dân ở Bình Phước đang áp dụng mô hình từ xưa đến giờ là chăn nuôi bò, trâu, là thả rông, là thả ăn tự nhiên, mà anh này phát triển mô hình chăn nuôi bò thịt cũng như bò đẻ mà nuôi nhốt và nuôi trồng cỏ để cho bò, trâu và gia súc của mình ăn. Thì tại trong miền Nam thời tiết được chia làm hai mùa, mùa khô và mùa mưa. Khi vào mùa mưa, cỏ phát triển tự nhiên, rất dễ nhân rộng đàn gia súc. Khi vào mùa khô, cỏ không phát triển được, rất khó nhân rộng đàn gia súc. Đàn gia súc không đủ nguyên liệu để ăn nên rất gầy và rất khó bán. Vì thế tôi quyết định nghiên cứu mô hình trồng cỏ để chăn nuôi gia súc. Đây là mô hình tôi trồng cỏ xả và cỏ sữa, áp dụng công nghệ tưới tiêu tự động. Bây giờ thì anh Thái đang chặt cỏ xả để chuẩn bị bữa chiều cho đàn gia súc của mình. Những bụi cỏ xả rất là tốt, rất là tươi. Ăn cỏ vào buổi chiều. Đây anh em xem với nguyên liệu tươi và ngọn như thế này. Nhưng khi tôi cho ăn nó chỉ ăn phần ngọn tươi và ngon, còn nó chừa lại phần gốc như thế này, rất là lãng phí. Tôi rất là mong muốn có một giải pháp giúp tôi hạn chế lượng thức ăn thừa do bò để lại. Sau nhiều ngày tìm hiểu về các dòng máy chăn nuôi, tôi được Thế Giới Máy giới thiệu về dòng máy chăn nuôi thương hiệu Takio. Và đây là máy băm chuối hỗn hợp Takio TK30. Tôi rất hài lòng về sản phẩm này. Và bây giờ chúng ta sẽ xem anh Thái sử dụng chiếc máy băm chuối thương hiệu Takio TK30 như thế nào nhé. Thank you.
xong và bây giờ anh Thái sẽ băm qua cỏ xả nhé các bạn. Đây là nguyên liệu chuối và cỏ sau khi đã băm ra. Bây giờ anh Thái sẽ mang về cho đàn gia súc của mình ăn bữa tối. Theo anh Thái đi về trang trại gia súc của mình. Một anh thanh niên trẻ làm giàu tại quê hương đất Bù Gia Mập. Một mô hình, một tấm gương đáng để học hỏi. Thường tôi sẽ băm một cây chuối và một hôm cỏ và chuẩn đều lên và đưa vào cho bò ăn, bò sẽ ăn hết, không trừ lại một ít nào. Tôi rất hài lòng về sản phẩm. Tôi rất hài lòng và cảm ơn Thế Giới Máy đã giới thiệu cho tôi sản phẩm Takeo TK30. Thay mặt cho Thế Giới Máy, hôm nay chúng tôi đến thăm mô hình trang trại của anh Thái. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn anh đã chia sẻ những lời thật lòng của mình, chia sẻ về mô hình trồng cỏ, chăn nuôi bò thịt và bò đẻ. Một mô hình rất mới và rất là có ích và hướng phát triển đi mới rất tốt. Chúng tôi rất là cảm ơn anh và chúc anh trong tương lai sẽ phát triển đàn bò ngày một lớn rộng và mô hình kinh doanh càng lớn, và đặc biệt là áp dụng khoa học công nghệ vào với mô hình chăn nuôi của mình. Xin cảm ơn anh, chúc anh phát triển đồng hành cùng thương hiệu Takeo. Xin chào anh và chào tất cả bà con trong bộ chăn nuôi. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.